Miami Beach, Florida. Các bạn có khỏe không? Hôm nay Ngọc Anh muốn kể một bạn một câu chuyện về việc lấy chồng Mỹ, vui buồn lẫn lộn. Giao con, đưa con cho anh, chồng Mỹ, về việc trở về Việt Nam. Tại sao lên nổi như vậy bạn? Chị kể cho mình nghe. Mình gặp chị ở trong chùa lễ Vu Lan, rồi mình đi chùa thì làm quen với chị. Thì chị nói, mình nói chuyện qua tách trà ly chè, thì chị kể cho mình nghe cuộc đời của chị. Chị đi qua Mỹ hôm nay để chị thăm đứa con của chị. Thì bây giờ là nó đã trưởng thành. Chuyện này xảy ra gần 18 năm về trước. Đứa con trai của chị bây giờ là đã trưởng thành, đang đi học trường sĩ quan của Mỹ, West Point. Thì chị đi qua để chị thăm con và chị trở về Việt Nam. Chị kể cho mình nghe là 18 năm về trước, chị quen với một người Mỹ trên mạng. Bạn biết 18 năm về trước ở Việt Nam rất là khốn đốn. Chiến tranh vừa chấm dứt chưa bao lâu thì tình trạng kinh tế cũng khó khăn, việc làm kiếm cũng không có ra. Thì chị biết tiếng Anh chút ít, là chị làm cho một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Là khách sạn đó là có nhiều khách ngoại quốc. Thì lúc đó có nhiều công ty Mỹ cũng muốn qua để qua Việt Nam để coi tình hình, để đầu tư. Và cũng có nhiều khách du lịch đi qua. Thì có một đoàn du lịch người Mỹ vào ở khách sạn trong một tuần. Thì chỉ biết tiếng Mỹ một chút xíu, mình ra khách sạn nói với chị là đi cùng chung với nhân viên du lịch để hướng dẫn những phái đoàn này đi thăm những thắng cảnh. Thì chị cùng đi. Thì trong cái phái đoàn đó thì có một anh rất là dễ thương, coi hiền, rất là hiền lành, rất là dễ thương, đẹp trai nữa. Thì hai người có cảm tình. Chị thì mới có 21 tuổi. Anh này thì là 25 tuổi. Thành ra cũng gần gần tuổi nhau, cũng thành ra hợp tình, đã thương nhau. Thì anh trở về Mỹ, rồi hai người cũng liên lạc bằng bằng email. Sau 6-7 tháng thì hai người thương nhau. Chị không có biết gì về nước Mỹ, mà lúc đó cũng không ai nói gì về chuyện nước Mỹ. Thì anh nói anh sống ở vùng đó, là anh có nông trại lớn lắm, hàng ngàn con bò, hàng ngàn cái mẫu lúa, nhân viên là cũng có mười mấy nhân viên phụ để làm. Thì chị nghe vậy chị tưởng đâu là chỗ đó chắc cũng nhộn nhịp lắm. Thì hồi là nghề neo chưa có nghề neo mà. Thì ảnh làm đám cưới rồi thì ảnh chắc chỉ đi chơi một vòng quanh Việt Nam, rồi hai người rồi khi ảnh trở về Mỹ, rồi sau một thời gian 1.5 năm thì chỉ được thẻ xanh là chỉ đi. Thì chỉ đi tới phi trường New York, rồi từ New York đổi hai chuyến máy bay đi xuống tới cái chỗ một Utah là một tiểu bang sống nhiều về nông trại bao la. Người nông dân Mỹ là họ có tiền, tại vì họ không có phải là từng mẫu. Ngày xưa đó, khi mà cái vùng đó mà lập nghiệp là chính phủ cho người 65 mẫu để mà lập nghiệp,
rồi những người mà họ lớn lên rồi con cái họ không muốn làm nữa thì họ bán lại đất, thành ra chủ đất bây giờ là chủ đất kia là cò bay thẳng cánh, ví dụ phải chạy bằng xe 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 để mà trồng trồng hột lúa, xe cắt lúa, xe tưới tưới không phải là tưới máy. Thì giờ Utah, mà Utah là nó hẻo lánh lắm bạn, là có khi bạn mà muốn ra tới tới đi đi tới tới chợ là phải bạn phải lái xe, chợ siêu thị là bạn phải lái xe cũng 3-4 tiếng đồng hồ mới tới chỗ siêu thị. Trong cái vùng ngay chỗ nông dân ở thì nó không có như siêu thị đâu. Thì chị mới qua thì chị thấy đón xuống như phi trường thì thấy đi lái xe hoài mà không tới tới nhà, chị mới hỏi ảnh ủa bộ nhà đâu mà xong thấy lâu rồi, ổng sắp sắp tới rồi, sắp tới rồi. Thì tới là cái nhà đẹp lắm, cái nhà là cái nông cái nhà mà nhà bự lắm, nhà đẹp lắm, rộng rãi đẹp đẽ lắm. Thì ảnh mới nói là cái nhà này á, như cái phần đất này là ba ảnh cho ảnh, ba ảnh lớn tuổi rồi thì mới chia chia của ra cho hai đứa con, hai đứa con trai. Thì cái nhà của ông là ông cho con trai với ruộng phần ruộng đất cho nữa, còn anh trai một nửa thì cũng ở kế bên. Anh trai thì nhà cũng gần gần đó, cũng không xa lắm mà cũng có nhà có vợ con, anh thì chưa có vợ con. Thì năm đầu là hạnh phúc tại vì được thấy được hưởng hưởng tình thương, rồi được đi được đi mua áo quần, đi mua sắm này kia, đi lái xe đi xa mà cũng cũng lái là chị học lái xe này kia rồi, thì chị sanh được đứa con, chị sanh đứa con rồi cái chị bắt đầu là chị chán dùng nó dòm hoài không thấy có người, chị thấy nhân viên mình không à. Nhưng mà chỉ là chị chỉ làm là bổn phận của chị là có một người người đàn bà nấu ăn, thì bổn phận chỉ là phụ coi chừng đi phụ đi chợ này kia đó, để coi người đàn bà nấu ăn cho thợ, cho mấy thợ mà họ họ săn sóc mấy con bò này kia đó. Mà nấu ăn Mỹ nó cũng dễ lắm, nó tụi nó ăn hamburger với lại bánh bánh mì nướng, hay là nó ăn steak, hay là nó ăn sườn nướng, nhưng không chị nó không có gì khó hết đó. Nhưng mà chị không tìm bạn được, không làm bạn được với người Mỹ. Chị dâu dễ thương lắm, cha mẹ chồng thì vô dưỡng lão ở rồi cũng ghé tới thăm dễ thương lắm, ai cũng thương chị đó. Nhưng mà chị nói không có hợp, không có gì nói hết, không nghĩa là chị không cười họ phải chào mình rồi cũng vui vẻ thôi mà không không có cái gì đậm đà hết. Chứ chị nhớ nhà, chị nhớ nhà. Thì anh nói thôi bây giờ thì giờ năm thì mình đi về Việt Nam đi đi 2 tuần thôi, chứ đi nhiều không có được tại còn ruộng đất còn bò này kia nữa, không có bỏ được. Thì ảnh sau đứa con lớn lớn chút thì ảnh cho chị đi về Việt Nam, ẩm đứa con đi chơi, dắt đứa con đi theo cho nó biết xứ, thì nó cũng anh cũng cho đi. Anh dễ thương lắm, chị muốn gì anh cũng chịu hết á. Mà có một cái ảnh không có thể nào mà làm cho chị hài lòng được á, là kiếm cho chị một người bạn ở Việt Nam ở đó, tại không không Việt Nam hết. Mà cái hồi đó là điện thoại là tốn tiền lắm, khó khăn, cho bây giờ phải như bây giờ điện thoại giữa tiểu bang không có tốn tiền á. Hồi đó là điện thoại liên bang là cũng tốn tiền, thành ra không mà chị cũng không biết ai, mà không biết ai mà nói chuyện nữa. Có về Việt Nam thì chị không có ai hết, chỉ là con một bên bệnh nữa thì chị không có ai. Ông cụ bà cụ già thì đâu nói chuyện nhiều, thì cũng gửi tiền cho ông cụ bà già, gửi tiền cho ông cụ bà già cất nhà. Rồi chị còn đem 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 tiền về đem về tiền Việt Nam cất một số tiền nữa, tại vì chị cũng phòng hờ phòng thân ha, lỡ mà mai mốt rồi người ta bỏ mình hay gì kia mình cũng có chút tiền mình đi, thì cũng có tiền chị đem tiền về nha, cất nhà. Rồi sau đó cái đứa con nó lên tới 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 10 tuổi á, thì chị chịu không nổi nữa, chị nó ở đây buồn quá, buồn tới muốn chết luôn, chịu không nổi nữa. Thì chị ngồi chị suy nghĩ thế thôi giờ hai đứa mình chia tay, chứ ở đây tôi ở không được, vùng quê hẻo lánh là giờ có ngồi ngồi nóng vàng mà ở một vùng quê hẻo lánh đó, ở cũng nổi. Chị nói vậy đó, ảnh buồn lắm á, nhưng mà ảnh ảnh cũng không có cản, nhưng mà ảnh nói là thôi nếu vậy đó thì em đi thì em để con lại cho anh đi, tại anh thương nó, anh em mà đi bỏ nó đây là anh đứt ruột. Thì hồi đó chị mới có ba mấy tuổi rồi bạn, mà chị mới có, thì chị nói chị trong bụng chị nói là không sao thì kệ nó, ổng muốn có con đứa này thì để đứa đó đây, mình đi qua đi lại, mình có quốc tịch Mỹ rồi, rồi mình về Việt Nam mình lập lại cuộc đời, kiếm anh chồng Việt Nam này cho nó, cho để có người tâm sự, có tâm hiểu, có hiểu nhau hơn, mà không phải ở trong cái vùng mà khỉ ho cò gáy, là có tiền đi du lịch
chỉ muốn Việt Nam, ảnh cho đi, ảnh có cản cản gì hết đó. Nhưng mà chết, anh ấy buồn quá, buồn tới chết luôn, nó không. Thành ra chỉ làm quyết định là hay là cho hai người ly dị. Thì khi hai người ly dị á, thì ảnh cũng đưa cho chị một số tiền, cũng đàng hoàng lắm á, chị cũng phụ vô trong 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 việc mà xây dựng cái nông trại của ảnh, thì ảnh cũng cho chị một số tiền mà anh giữ con lại. Thì đứa con đó nó quen với ông nội bà nội người Mỹ rồi, nó gì đó đi Mỹ hết rồi, thì má nó đi nó cũng nhớ đó, tại nó đi nó chung quanh lúc đó là có ông nội bà nội, có mọi người chung quanh, nó là có một đại gia đình, nó không có nó không có thương chỉ nhiều ở đúng như là Mỹ, mà nít Mỹ nó không có, nó không tỏ cho tình thương nhiều, ngộ lắm. Chị nó thôi để mình đi quay lại đâu sao đâu, chứ chị đưa con cho chồng, chị ly dị, anh bắt con rồi chị đi trở về Việt Nam. Thì ở bên vẫn là chị đã có cất nhà mấy năm nay, gửi tiền về cất nhà, đã có nhà ở ở với cha mẹ rồi. 2 năm sau chị gặp một ông người Việt Nam, thương gia Việt Nam, cũng không có giàu nhưng mà cũng có biết làm ăn, biết buôn bán. Thì hai vợ chồng với tiền vốn chỉ có đó, thì hai vợ chồng làm ăn buôn bán thì cũng khá, cũng đi du lịch chơi, rồi chỉ có thêm 2 đứa con với ông chồng sau này. Nhưng mà chỉ là cứ mỗi năm đó là chỉ bay qua nước Mỹ chỉ gặp con chị, tại vì nó lớn rồi, nó sắp sửa nó vô nó học trường sĩ quan Mỹ rồi, thì chắc là chị cũng sắp có cháu ha, vài năm nữa là có cháu rồi. Mà chị nói thương thì thương nhưng mà ở vùng chịu không nổi. Chị có nói với mấy anh chị em nào muốn lấy chồng Mỹ á, thì phải điều tra kỹ một tí là anh đó làm gì, anh ở chỗ nào, nếu được thì khỏi thì coi thì cái chỗ của ảnh á có người Việt không, để mà mình còn chơi vui, chỗ ảnh nó có quan vắng không á. Nhiều khi là không phải là ảnh làm người nông dân, ảnh làm gì ảnh làm là kiểm lâm, thì là anh sẽ tới cái vùng mà rừng núi nhiều lắm, Montana hay đó là Iowa rồi mấy cái vùng đó là núi rừng núi nhiều lắm, anh làm kiểm lâm thì anh ở đó, thì là mình cũng phải xuống ở đó. Ở đó thì nó đèo heo hút gió lắm, Mỹ có nhiều người nó thích lắm bạn ơi, nhiều người nó không có thích ở thành thị, nó chọn những công việc á mà để nó ra tuốt ở ngoài 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 núi ngoài vậy, nó ở làm kiểm lâm á, nếu mà không có vợ nó sẽ ở bên trong rừng, nó có những cái tower để người ta leo lên đó, rồi người ta coi sẽ coi xa để có cháy rừng thì kêu á, không rồi ở dưới thì có nhà không, thì mấy người họ không có vợ đó, họ hay là họ họ ly dị, họ lên họ, họ, họ ở luôn trong đó để mà họ 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 được yên tĩnh, tại họ không thích chung với người làm mấy nghề kiểm lâm, mấy người coi coi gì nguyên liệu rừng núi đó, họ 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 đi ở vậy. Có khi hai chồng xách nhau cất cái nhà bằng gỗ ở trên 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 đỉnh núi để mà ở, làm luôn kiểm lâm coi chừng lửa cháy luôn, được trả tiền luôn, rồi 3 4 ngày 3 4 tuần lần xuống lái xe xuống núi, xuống tới thành phố mua đồ ăn. Mùa đông thì lạnh, mùa đông thì tuyết tuyết quá đi không có được á, thì là cái sở kiểm lâm ở dưới này đó thì họ có trực thăng, thì khi mùa đông á là không không tuyết nó đậy nó làm hết cỏ, nó che phủ cỏ như lại nó lá rụng, thì mấy con nai con gì không có gì ăn, thì kiểm lâm họ 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 lấy trực thăng đó, họ bóc một cục bự cỏ khô đó cho giục xuống để cho mấy con này con kia ăn, hay là họ giục luôn một 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 cái bao hạt đó, cho mấy con sóc kia nó có nó ăn, thì sẵn đó thì họ 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 thả xuống luôn đồ ăn cho mấy người ở trên núi, tại tại tuyết quá xuống được. Bởi vì thành ra chị nói mấy chị làm mấy chị mà kiếm chồng trên mạng là phải tìm hiểu kỹ thơ coi coi mấy anh ở đâu, coi cái chỗ đó mình ở nổi không. Chắc bây giờ dễ dàng hơn tại bây giờ là người Việt Nam mình nhiều hơn rồi, có tiềm năng nhiều chỗ, thành ra cũng có việc làm cái gì không đến nỗi chán đâu. Chứ chị nói hồi đó chị ở chứ nhà quê chán nó chịu nổi. Cảm ơn bạn là mình chia sẻ các bạn một chuyện buồn như vậy, nhưng mà đó cũng là một cái bài học, thì chồng đâu vợ đó, thành ra nếu mình muốn lấy người nào là mình phải tìm hiểu cái đời sống của họ, rồi mình coi thử coi mình có hòa nhập được cái đời sống của chồng mình không.
Thì ví dụ là anh chồng chị là anh làm cho chính phủ quân đội, mà anh đi khảo sát mấy cái chỗ mà bị tai nạn thiên tha thiên thiên tai tai nạn mà bão lụt, rồi anh tới anh coi để mà anh chuẩn bị dự án kia để mà cứu trợ cho mấy người đó. Thì là anh đi ha, lúc nào Mỹ nó cũng cũng có thiên tai, chỗ này thì lụt, chỗ kia thì cháy rừng, thì anh đi vậy thì nếu mà người nào mà ở lấy chồng mà phải bắt chồng ở nhà mỗi ngày á là không có được ha. Mình thì mình không bắt ông chồng mỗi nhà mỗi ngày, tuần tuần đi 2-3 bữa, hay là ông đi tuần rồi ông về ông ở nhà 2-3 tuần cũng mình cũng được ha, không sao. Còn có cái gì mình chỗ nào đi được thì mình đi theo, thì cái đó tùy theo cái đời sống, cái cuộc sống ha. Thì nếu mình muốn lấy vợ, chỉ là người nào mà muốn cho vợ chồng cho nó muốn bền lâu là mình phải biết cái đời sống của ảnh, ông ảnh làm công việc gì, thì mình có hòa hợp được không. Xin chào các bạn, hẹn các bạn clip sau.